Khoảnh khắc rực rỡ tuần này chào đón ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng những giây phút thăng hoa trong sự nghiệp. Cái khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cái sự nghiệp của anh là bắt đầu từ khi nào? Đó là khi ca khúc Giáng Em đã trở thành một cái bài hát phổ biến ở rất là nhiều những cái sân khấu ca nhạc cũng như là các cái tụ điểm cà phê hay là trên mọi nẻo đường, tạo ra một cái bước ngoặt làm cho Hùng có thêm những cái cơ hội để bước tiếp con đường mình đã lựa chọn. Giáng Em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy, giáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Tất cả sẽ có trong tập 12 chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, được phát sóng vào lúc 19:35 thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.